Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc trong đêm qua và sáng sớm nay lại có thêm một khối không khí lạnh yếu nữa tràn xuống. Với hướng di chuyển lệch đông nên khối không khí lạnh mới này sẽ duy trì tình trạng nhiều mây, cùng với đó là hiện tượng sương mù xuất hiện nhiều nơi ở Bắc Bộ. Tại khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi nhận lượng ẩm lớn từ khối không khí lạnh lệch đông nên sẽ xảy ra hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Trưa và chiều nay, ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ trời khô ráo hơn, thậm chí có nắng nhẹ về chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực phía đông Bắc Bộ sẽ duy trì trong khoảng từ 20-23 độ. Dự báo đến khoảng ngày 28 tháng 1 tức 26 tháng Chạp, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu tác động của một đợt gió mùa đông bắc mạnh kết hợp với sự hoạt động của rãnh gió Tây trên cao duy trì nhiều ngày, nên khu vực sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, nên trong những ngày Tết Nguyên đán năm nay, khu vực có khả năng xảy ra rét đậm rét hại đối với khu vực miền Trung. Không chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lịch đông này, nên trời có nắng từ sớm. Vì thế sáng nay tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế chỉ có mưa một vài nơi ở vùng ven biển. Trưa chiều miền Trung trời có nắng, vùng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nên nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng từ 25 cho tới 28 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Thừa Thiên Huế nắng sớm hơn, nhiệt độ cao từ 27 tới 28 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận có nhiệt độ cao nhất miền Trung trong những ngày từ 28 cho tới 31 độ. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là đang giai đoạn cao điểm của mùa khô, nên cả hai khu vực này đều có chung tình trạng ít mưa và nắng mạnh, trời hanh khô. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên dao động từ 29 tới 31 độ, còn đối với khu vực Nam Bộ từ 33 tới 34 độ. Chỉ lưu ý là về đêm và sáng trời còn rét ở vùng cao, khi nhiệt độ giảm về dưới ngưỡng 20 độ.